Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Duyên Giác. Khổ trong các sự chướng chấp ngã, trong sự sai biệt, nằm trong sanh diệt mà là nghĩ là thường, nhưng thực chất là vô thường. Đây là điển hình của sự vọng tưởng thứ tự. Như vậy thì đây là điển hình của sự vọng tưởng, như vậy không tịnh nhưng cho ra là tịnh, vì trong thân luôn không có tịnh. Chúng ta luôn bị phàm phu tánh che lấp của sở pháp và tri pháp, từ đó mà chúng ta mới nghĩ rằng đây là do chúng ta luôn luôn được tịnh. Nhưng trong tịnh không có lạc. Vì sao vậy? Vì phàm phu thể hiện sự đại hải ngã chấp trong pháp tâm, đó chính là dụng công phu không được như ý nguyện, có nghĩa là sự điên đạo của thứ năm. Sự điên đảo này chính là sự vọng tưởng mà chúng ta tưởng là tịnh, nhưng thân tâm bị chấp ngã, từ đó mà chấp ngã là pháp tâm mà trong đó không dùng, từ đó mà chúng ta bị dùng công phu không đúng. Phàm phu tánh làm cho chúng ta luôn luôn ngã chấp bởi sự mơ lầm của sự điên đảo và vọng tưởng, từ đó mà chúng ta mới nghĩ rằng chỉ có sự rời xa của sở dư pháp và chấp đoạn thì điều đó chúng ta mới có thể được đạt được tất cả các dụng công phu, tất cả các công phu thành phiến hay công phu liễu yên tịnh trí thì tất cả đều được phải vượt qua được đoạn ngã. Đoạn chấp đã được, đoạn ngã đã được, từ đó mà dùng công phu phu mới đúng được như ý sở nghiệm. Như vậy thì quý vị cùng tu thấy, khi chúng ta phàm là bất cứ việc gì thì chúng ta cũng có bị dùng công phu không đúng bởi sự chấp ngã, trong đó thì chấp ngã của chúng ta, sự sanh diệt trong hàng ngàn của sát na thì luôn luôn tạo ra các quy luật của thuận hòa nghịch duyên. Hôm trước tôi có nói ha, thuận nghịch duyên này sẽ làm cho tất cả đều chúng ta đều vọng tưởng ha, về vọng tưởng, mà nhất là những vị ha, chúng ta nhất là những Phật tử thường hay bị vọng tâm ha. Vọng tâm làm cho chúng ta nghĩ rằng đây là không công phu có thật. Thông thường thì những người tu hành của chúng ta thường hay bị dính vào. Khổ là nguyên nhân của sự chấp trước và định cơ đoạn kiến, từ đó mà sinh ra khổ ái, đó là sự phiền não của chúng. Vì vậy trong tứ diệu đớ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật mà chúng ta đã biết, thì khổ đớ chính là cái gốc rễ cho việc mà sự luân hồi sinh tử, mà từ đó mà chúng ta mới bị thường kiến. Chúng ta không thể nào đoạn kiến được, bởi vì trong chánh tư duy và chánh ngữ của chúng ta không được thanh tịnh như các vị nghĩ. Vì sao vậy? Vì chúng ta dở bị chúng ta giải tải trên kinh Hoa Nghiêm đã nói ha, người giải đãi thì khó thành tựu của một đài. Tại sao vậy? Chúng ta không giải đãi thì chúng ta mới có được dụng được công phục, từ đó mà khổ được, phiền não được, đoạn được, chấp được và kiến được tà. Tất cả những định kiến đã có rồi thì chúng ta mới có thể dùng công phu cho đúng.
Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.